Thưa quý vị, Yến là một trong những mặt hàng được ký nghị định thư về xuất khẩu tổ Yến chính ngạch sang Trung Quốc. Và Long An cũng đặc biệt quan tâm về vấn đề này. Theo đánh giá, đến năm 2025, Long An sẽ có sản lượng Yến khá lớn phục vụ mục tiêu này. Với khoảng trên 1.200 nhà Yến như hiện nay, Long An tăng khoảng 650 nhà so với năm 2020, trong đó số nhà yến ở khu vực Đồng Tháp 10 chiếm trên 60%, với khoảng 700 nhà yến. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã và đang phối hợp với các sở ngành liên quan để quản lý và cấp phép xây dựng nhà yến. Song song đó, ngành nông nghiệp đang xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tổ yến, khuyến khích thành lập hội nuôi yến, tham gia hiệp hội yến xào, tham gia sản phẩm ô cốp đồng thời thực hiện rà soát các cơ sở nuôi có nhu cầu xuất khẩu sản phẩm tổ yến, nắm bắt thông tin khó khăn của nông hộ cơ sở gửi về trước ngày 1 tháng 10 năm 2024. Qua đó có những chính sách hỗ trợ cũng như phối hợp tháo gỡ những vướng mắt để thúc đẩy giúp ngành nghề phát triển đúng với tiềm năng.